Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một củ cà rốt để làm móc chìa khóa. Mời các bạn hãy cùng thực hiện với mình nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ dùng len màu cam để làm củ cà rốt. Mình sẽ móc vòng tròn ma thuật có 6 mũi. Tiếp tục, mình sẽ móc tiếp hàng thứ hai là 6V. Và ở đây thì mình sẽ không móc theo hàng mà mình sẽ móc theo hình xoắn ốc. Và để dễ phân biệt hơn thì mình sẽ dùng một cái len khác màu, hoặc các bạn sẽ dùng cái đánh dấu để dấu hàng vào đây để khi chúng ta móc thì nó dễ hơn. Và hàng thứ hai chúng ta cùng móc và tiếp theo ở hàng thứ ba này chúng mình sẽ móc 12 mũi xung quanh này, không phải là mũi V mà tất cả đều là mũi. Các bạn cứ móc như thế cho đến hết hàng. Và tiếp theo cho đến hàng thứ 4 chúng ta sẽ móc 1x 1v. Đây mình sẽ móc đây 1x 1v. Tiếp tục chúng ta lại móc 1x 1v. Cứ như vậy cho đến hết hàng. Kết thúc hàng thứ tư, sang đến hàng thứ năm, chúng ta sẽ móc 18 mũi x. Chúng ta móc này, hàng này toàn mũi chữ x. Và kết thúc hàng thứ năm, sang đến hàng thứ sáu đây. Chúng ta sẽ móc 2x 1v, nghĩa là 2 mũi chữ x. Đây, mình sẽ đánh dấu cho các bạn dễ nhìn. Đây, bắt đầu từ chỗ này, đây 2x này, 1x này, 2x này, xong là 1v. Đây là 2 mũi chữ x và 1 mũi chữ v. Và cứ lần lượt như vậy cho đến hết hàng. Bây giờ đến hàng thứ 7 chúng ta lại móc 24 mũi x, móc xung quanh tất cả các mũi x. Bắt đầu từ những mũi này chúng ta sẽ móc 10 mũi x. Cứ móc như vậy cho đến hết hàng. Chúng ta hết hàng thứ 7 và tiếp theo ta lại móc 3x 1v. Đây mình sẽ đánh dấu và bắt đầu làm.
con hàng thứ 9, chúng mình sẽ cùng móc tất cả mũi chữ X 30 mũi xung quanh. Hết hàng thứ 9. Bây giờ sang đến hàng thứ 10, chúng mình sẽ cùng móc 4X 1. Giới thiệu thêm là đối với những cái bạn nào mà chưa móc quen ấy, thì chúng mình có thể nhìn đây, hàng dưới là 2x1b, thường thường cái mũi cuối cùng sẽ là một chút lên. Nếu như mình là móc liên tiếp nào thì nhìn rất là rõ. Còn đây là mình móc xem là x1 hàng x1 hàng x1 lên, các bạn có thể là gọi là mình 1 2 2 mũi. Đây hàng này là 1 2 3, đây là đối với những bạn mới móc thì mình có thể nhìn như thế để mình tính nhầm hàng mà mình không bị nhầm. Và tiếp tục mình sẽ móc cho mình nhé. Và bây giờ là mình kết hàng thứ 10. Đó, hàng thứ 10 xong rồi. Bây giờ mình móc đến hàng thứ 11. Và các bạn lưu ý là từ hàng thứ 11 đây, bắt đầu là mình tới thì đây là hàng thứ 11 này, cho các bạn dễ nhìn. Từ hàng thứ 11 đến hàng thứ 17 là các bạn móc tất bằng mũi X, tất cả các hàng đều móc mũi X, chúng cứ móc như vậy cho đến hết hàng thứ 17. Đây là hàng thứ 11, đây là hàng thứ 10, đây là hàng thứ 11, và các bạn cứ móc như vậy cho đến hết hàng thứ 17. Mình sẽ hướng dẫn các bạn. Vậy là chúng ta đã kết thúc xong hàng thứ 17. Và cách đếm của chúng ta như sau. Các bạn nhìn rõ đây là mũi chữ V là mũi cuối cùng. Là hàng thứ 10 và hàng thứ 11 là bắt đầu từ trên là 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Và chúng ta đã xong hết hàng thứ 17. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ móc sang hàng thứ 18. Chúng ta đánh dấu lại cho dễ. Chúng ta sẽ móc 4 mũi chữ X và 1 mũi A, nghĩa là 1 mũi chân, mũi trung chân. 1, 2, 3, 4 và 1 mũi trung chân, chúng ta sẽ bỏ qua cái này, móc sau này. Và cứ tiếp tục như vậy, chúng ta cứ bốc móc 4 mũi X, 1 mũi chữ A. Chúng ta kết thúc xong hàng thứ 18, tiếp tục chúng ta sẽ móc xong hàng thứ 19 là 3x1a, 1, 2, 3, chúng ta móc 1 mũi chữ A ở đây, để tiếp tục như vậy, 1, 2, 3, mũi bình thường, mũi tư và mũi chữ A. Các bạn cứ móc như vậy cho đến hết hàng. Vậy là chúng ta vừa kết hàng thứ 19. Bây giờ chúng ta sẽ móc sang hàng 20 là 2x1a. Thank you.
hết là các bạn sẽ rút dài cái này ra, chúng ta sẽ tiến hành chúng ta nhét bông vào đây để lấy thân quả. Và khi mà các bạn nhồi thì các bạn lưu ý là chúng ta nhồi từ ít từ xa, chúng ta nhồi căng ra, chúng ta để có thể lấy kéo hoặc lấy cây chúng ta hít chặt lại thì cái thành phẩm của chúng ta sẽ tròn hơn, đẹp hơn. Sau khi chúng ta đã nhét căng như thế này rồi, chúng ta sẽ tiếp tục móc cái hàng, những cái hàng cuối cùng. Và khi móc các bạn kéo gọn cái bông xuống, không vướng gì để lúc móc chúng ta sẽ móc nốt hai cái hàng cuối cùng. Đó là hàng này được. Chúng ta sẽ móc một ít bạn móc ở cái hàng cuối cùng thì các bạn thường cực kỳ chặt tay, kéo thật chặt vào thành phẩm chúng ta sẽ đẹp hơn. Một V, một V, cứ móc như vậy cho đến hết. Cái hàng cuối cùng đây.